Xin chào quý vị và các bạn. Liên tục hơn một tuần trở lại đây, miền Bắc có mưa rào và dông diện rộng, đặc biệt có những điểm mưa to gây ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt thường nhật của người dân. Tuy nhiên từ hôm nay, mưa sẽ giảm nhanh và trời có nắng trở lại. Cụ thể, khi các hình thế gây mưa suy yếu Bắc Bộ, chỉ còn mưa rải rác tại phía Tây Bắc Bộ trong sáng nay. Còn trưa chiều, giảm mưa và có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ, phổ biến từ 29 cho đến 33 độ. Dự báo từ ngày mai nắng nóng sẽ xuất hiện và gia tăng trong những ngày sau đó. Như tại thủ đô Hà Nội, trưa chiều nay chỉ ở mức 33 độ, nhưng từ ngày mai tăng lên mức 35 độ. Nắng nóng xuất hiện và sẽ còn kéo dài đến cuối tuần. Một đợt nắng nóng sắp xảy ra. Với miền Trung không còn chịu tác động của hoàn lưu bão số 2 nên mưa giảm nhanh. Trưa chiều nay trời có nắng và nền nhiệt cao nhất trong ngày dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Và cũng từ ngày mai, nắng nóng sẽ xuất hiện tại giải đất miền Trung. Ở phía Nam, dưới tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động cường độ ổn định, Nam Bộ và Tây Nguyên ban ngày trời nắng đến khoảng 14 đến 15 giờ, với mức nhiệt cao nhất trưa chiều ở Nam Bộ cao từ 31 cho đến 34 độ, còn Tây Nguyên là từ 29 cho đến 32 độ. Sau đó về chiều và tối, cả hai khu vực đều có mưa ở diện rải rác, trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, bão số 2 đã tan đi nhưng thời tiết và tình trạng biển vẫn chưa ổn định trên khu vực Biển Đông, bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khi trời nhiều mây và có mưa rải rác. Riêng vùng biển phía Nam, gió Tây Nam còn hoạt động mạnh cấp 5 cho đến cấp 6, giật trên cấp 6 gây biển động. Như vậy, trong ngày làm việc đầu tuần, mưa có xu hướng giảm nhanh tại các tỉnh miền Bắc và nhiệt độ tăng nhẹ trở lại, báo hiệu một tuần nắng nóng sắp bắt đầu.